Cũng trong chiều nay, đoàn công tác số 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng do trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Công Tuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Thanh Bình, quận Hải Châu về thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với triển khai mô hình chính quyền đô thị. Mô hình chính quyền đô thị ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 với bộ máy đúng theo quy định Nghị quyết 34 của Chính phủ. Trong lúc chờ cấp dự toán 6 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân phường đã chủ động thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục để đáp ứng hiệu quả công tác thu chi ngân sách địa phương. Sau 2 tháng vận hành theo mô hình mới, phường thực hiện thu ngân sách nhà nước trên 2,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của phường bằng 67,8% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2020. Phường kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đến thu nhập đối tượng cán bộ không chuyên trách, bổ sung thêm biên chế để giảm bớt áp lực, tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ liên quan trong việc chủ tịch phường ủy quyền cán bộ tư pháp, hộ tịch thực hiện ký chứng thực.